Đêm nay lại một đêm nữa em nhớ, mong anh vô cùng, ước sao mình được bên nhau đêm nay. Giấc mơ chỉ là giấc mơ. Dạo này nhân dịp giấc mơ chỉ là giấc mơ, em xin được phép trình bày một chủ đề hết sức là nên thơ. Đó là chủ đề crush. Chủ đề người mà mình mến mộ. Yo, crush là một cái nhân vật rất là giật. Không phải, tức là một cái nhân vật nó làm cho mình rất là giật. Đầu tiên là crush là cái người làm cho mình giật điện chứ. Mình nhìn thấy nó là mình giật điện lên. Cái thứ hai là nó làm cho mình giật tung tất cả lên, tức là giật tung cái cảm xúc của mình. Tức là mình đang vui nha, mình thấy nó buồn cái mình buồn. Còn mình đang buồn, mình thấy nó vui cái mình vui. Lạ ha. Lấy ví dụ nha. Lấy ví dụ là vừa qua Trang có crush một cái đồng nghiệp nam. Thì là mà Trang là một người sống không có quy củ, không có quy củ, nhưng mà làm việc thì rất là có nguyên tắc. Tức là mình đặt ra một cái nguyên tắc là khi đi làm mình phải kiếm ra cho mình một cái động lực, một cái động lực để cho mình có một cái năng lực tích cực để mình làm việc cho nó hiệu quả. Thì là cái động lực đó của Trang thì một là đồ ăn ngon, hai là trai đẹp. Thì là vừa qua may mắn quá đi quay gặp được trai đẹp, thì là mình lấy nó làm động lực cũng như là cố lên. Ủa là sao ta, tức là mê anh nó tại vì thấy anh nó đẹp trai. Cái giai đoạn đầu tiên nha, mọi thứ rất là ngọt ngào luôn. Ảnh là một người đàn ông mà hiền lành tinh tế, mình thì đang ế, cho nên là chỉ cần mà ảnh cười như thế là mình mê mà mình phơi phơi nữa kìa. Rồi những ngày sau đó làm sao? Những ngày sau đó hết sức là ngọt ngào. Tức là mình đi quay mình không có ghế, ảnh dùng ghế cho mình nằm. Mình lạnh đôi bàn tay, ảnh lột cái bao tay cho mình mượn. Mình ăn trứng gà, ảnh bóc vỏ cho mình nha. Rồi còn chỉ ăn lòng trắng nhường lòng đỏ nữa. Thì sao mà chịu nổi? Chịu sao nổi? Không, chính là vì chịu không có nổi. Cho nên lúc nào trước mặt ảnh cũng cố tình gây ồn ào, cố tình gây nhốn nháo xôn xao. Để lúc nào mà không có mình, ảnh thấy nhớ nhớ, đêm về ảnh sẽ nằm mơ. Nhưng mà không biết là ảnh có nhớ hay mơ không, mà thấy mọi người trong đoàn thấy mệt mệt, phiền phiền, thấy thương thương tội tội, nên là mọi người cũng vung vén vô, vung vén cho Trang với ảnh thành một đôi. Cái lúc mà bộ phim kết thúc cũng là lúc mà dân mình luyện duyên mình lỡ, ghẻ lỡ tét lét ra luôn. Tức là sao? Những người ngày xưa vung vén cho mối tình của chúng tôi quay sang dung dán cho một người khác. Cho một người khác nào đâu xa, chính là cô ta. Cái cô đóng vai bạn thân của tôi đó. Cái cô đó đó. Đúng là tình yêu không có lỗi mà lỗi nằm ở bạn thân. Hai cái người đó, sau khi mà bộ phim kết thúc nha, về chung một công ty, đóng nguyên một cái quảng cáo đầy tình yêu. Hùng hít, hùng nhào, hùng nhào say đắm mê say. Cái khoảnh khắc mà mọi người đưa cái clip đó cho Trang coi đó nha, ta nói vô ma hớ 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 breaker, tức là trái tim tan dở nè, không có chịu nổi luôn, trầm cảm, trầm luân, trầm uất suốt mấy ngày luôn. Ngày sau đó thiệt sự khó khăn, tổn thương sâu sắc, không có làm được một cái chuyện gì ngoài cái chuyện lao đầu vào ăn như là một cái con heo nái. Ăn mà từ 45,5kg, 46 lên 55,5kg, lúc đi vệ sinh giảm xuống được còn 54kg, lên gần 9kg. Trời ơi, ta nói cái giai đoạn đó không có một cái gì là không ăn nè. Trứng gai, bánh bò, bánh bò, bánh tiêu, BBQ, sushi, pizza các kiểu. Quá trời quá đất là bao la. Ăn top bô nữa nè. Ăn để vượt qua khó khăn, ăn để cái mood nó tăng. Hiệu quả không? Hiệu quả, hết sức là hiệu quả. Để nó tinh thần, thể xác được giật dậy, rồi làm việc hăng hái và mê say, mới quên đi được một chút xíu cái nỗi đau đó. Rồi cái mình bắt đầu xách hén đi khắp muôn nơi. Mình đi chơi với bạn, với bè. Mình đi Đà Lạt, mình đi Singapore, mình đi tới đi lui. Thậm chí mình chỉ đi vòng vòng Sài Gòn thôi, nhưng mà mình đi hoài, cái tự nhiên mình vui. Mình quên hết, mình quên hết mọi thứ luôn. Mình chỉ có cắm mặt vô đi chơi với đi ăn. Nhưng mà đi chơi với đi ăn vậy hoài thì cũng đâu có tốt, tiền đâu mà chịu cho nổi. Cho nên là đi làm nữa. Đi làm mới là cái bước mà giải quyết hết. Đi làm cái bắt đầu gặp trai. Gặp trai mới. Không có cách nào mà quên crush cũ nhanh hơn là gặp crush mới. Trời ơi, sau khi mà vứt bỏ gánh nặng trong lòng rồi, bắt đầu mình tin. Mình tin là trên thế gian này không có ai là tất cả, không có gì là duy nhất. Chỉ cần là mình chủ động tìm kiếm, gạt đi nỗi đau, thì là ngoài kia bao la thế giới. Nhưng trong trang thế giới
thì rất là bao la, cho nên là sợ gì mà không có ai, đúng không? Nói tới đây thì mấy bạn đã thấy cái giải pháp nó lòi ra rồi. Tức là nãy giờ nói hơi dông dài cho nên có thể là mấy bạn bị lãng quên. Nhưng mà tóm ý lại là cái gì? Khi mà mình crush một người, người đó phải mang lại cho mình một cái niềm vui, một cái cảm giác tích cực, hoặc là nó đi đến một cái kết cục tốt đẹp. Chứ nếu mà nó không có đi tới đâu thì mình dẹp nó qua một bên đi chứ trời. Hơi đâu mà lúc này cắm đầu cắm cổ rồi yêu đương rồi đau khổ, đúng không? Yêu là phải vui sướng, phải hạnh phúc mình mới yêu. Yêu mà vật vã vật vờ thì thôi quăng hết đi, không? Tóm ý lại là khi mà mình đã gặp được crush rồi thì mình hãy làm hết tất cả mọi thứ để thể hiện tình cảm của mình. Rồi khi mà nó không có đi đến đâu thì mình phải biết kết thúc nó. Và mình giải quyết những cái nỗi đau bằng những biện pháp hiệu quả, như là ăn uống, đi du lịch, chơi bời, rồi lao đầu vào công việc một cách sung mãn nhất, hiệu quả nhất, mà không có một giải pháp nào có thể so sánh được. Cho nên là đó, cho nên là như vậy. Sao mỗi lần mà kết bài là hay bị lủng củng lắm nha. Cho nên là vậy nè, nói chung là dù mình có crush thằng này hay mình có crush thằng kia thì mình cũng không được quên cái ưu tiên hàng đầu của mình phải là bản thân mình. Phải là bản thân mình, cái bản ngã, bản chất của mình. Và quan trọng cái ưu tiên phải là cái cảm xúc của mình. Mình phải vui, mình phải hạnh phúc. Topo, chịu hồi good mood. Topo xin hân hạnh tài trợ chương trình này.